Hai mọi người, tại ngày hôm nay thì hai mẹ con em làm video ăn sáng. Bây giờ em sẽ đút Henry ăn trước nha mọi người. Đút Henry ăn trước, xong rồi chút xíu sau nữa hai vợ chồng em sẽ ăn sau. Cái này là miến nha mọi người. Úi chà. Úi chà. Cái gì con lấy gì? Từ từ, nóng nóng. Nè nè con coi một hình đi. Để mẹ thổi, nóng lắm. Nóng lắm, nóng lắm. Đây đây, mẹ bắt một hình cho rồi. Nè, nó ngủ vậy nè. Cắt. Dạ. Cắt ý. Con ngỗng. Con ngỗng. Con ngỗng kêu quạp quạp. Đấy đó. Con đừng có dịnh lên cho đó. Ki. 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 À ki. Măng chi, ừ măng chi. Nóng nè. Ki. Rồi nè. Đó. Ngày hôm nay thì trời mưa mọi người ơi. Chuẩn bị đi chơi mà trời mưa quá. Ở ngoài mưa tầm tã luôn. Cái này phải chạy từ từ, từ từ. Cắt. Cái gì đâu mà rớt lòng thòng à. Nè. Miếng, nói đi, miếng. Đúng rồi, miếng. Ý. Gớt. Gớt. Gớt rồi. Chàng miếng nha. À, chú đi rồi. Bay chú Huy đi, bay chú Huy đi. Đây nè. Nhiều chuyện. Chơi với chú Phi á mọi người. Chơi chú Phi được ngày á. Cái ngày sau cái đầu cái là bỏ cục lơ. Khi nào cần thì lại chơi, còn khi nào không cần cái bỏ cục lơ. Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày bây giờ mình sẽ ăn sáng. Ông xã ổng ngại quá, ổng né ra ngoài rồi. Giờ mình sẽ tranh thủ mình ăn rồi đi dự tiệc mọi người ơi. Mọi người thấy không? Đây là bánh mì. Đây là bánh mì sandwich nè các bạn. Mình bữa mình đi chợ mình thấy có loại bánh mì nè. Nó có cái những cái hạt ở trên này các bạn. Nó đủ thứ hạt ngũ cốc đó mọi người. Còn bánh mì này thì bánh mì sandwich thường. Đó. Thì mình sẽ ăn bánh mì nguyên cám. Cái loại này là loại bánh mì nguyên cám các bạn. Nguyên cám ăn giảm cân á. Mình ăn thử ăn cho. Ngon mọi người. Ngon quá. Nguyên một cái bít tết luôn mọi người ơi. Đây. À. Nè mọi người nha. Chấm với nước tương. Nước tương xịt miếng tương ớt cho các bạn. Không phải. Áo banh. Áo banh. Cái này cái chai Awan họ họ bán để cho mình ăn với
biết Tết rồi. Cái miếng thịt bò mềm lắm. Cái hành ông xã mà ổng chiên nó còn sống sống á. Ngon quá. Cái bánh mì này hồi nãy mình nướng cho nó dư ra thêm miếng để ha. Chút món riêng đường đem theo ăn. Tại nó giòn giòn quá rồi. Ngon, bánh mì ngon mọi người. Mốt các bạn đi siêu thị, đi chợ các bạn mua cái loại bánh mì như thế nè. Nó cái cám ở trong đây nó có hộp hộp gì nè, hộp hướng dương nè các bạn, hộp hướng dương. Nhưng mà ăn nó ngon, nó có hậu mà hơi ngọt ngọt. Bánh mì nguyên cám mọi người. Ngon quá. Cũng lâu rồi mình mới ăn lại cái bữa sáng như thế này mọi người. Để mình cho các bạn xem cái chai ao quanh này ha. Nếu như các bạn mà ở bên Mỹ á, thì sẽ biết cái chai ao quanh này. Nhưng mà mình đem cái chai ao quanh này cho tất cả mọi người, những người nào đó xem video này của mình mà những người ở Việt Nam á các bạn. Đây là cái chai ao quanh các bạn. Đây ha, ao quanh ha. Nếu như mà các bạn muốn tìm mua thì cũng có thể mua ở chợ Costco hoặc là chợ siêu thị Co-op rồi đó, thì họ sẽ có bán những cái loại này. Một chai này là 3 đồng 39 sen đó, thì tương đương là 6.700, khoảng 7.000, khoảng 7-8.000 gì đó. Em ta một đồng là 60 ngàn, khoảng sáu mấy 70 ngàn đó. Thì cái chai này nè, ở trong đây họ làm rất là nhiều thứ trong đó, là có tương nè, rồi có đậu, rồi gì nó cái gia vị luôn mọi người, ăn thơm lắm. Các bạn có thể chiên một miếng bí tết như thế này thôi, xong rồi đó, chấm với ao quanh, hoặc là luộc thịt chấm với ao quanh cũng được. Đây đó. Đây là xả. Ông xã mình ông ngại, anh không chịu lên hình. Kêu mình ăn đi, chắc anh em mà sao không nào.
có nhiều người họ ăn được cái chai Awan này, nhưng mà có nhiều người họ không ăn được. Không phải họ không ăn được mà họ không thích. Họ không thích đó bạn. Cái mùi của nó. Như ở nhà này á, là cái chị Loan nè. Chị Loan chủ nhà nè, chị đâu có thích ăn Awan đâu. Nó còn với mà em của chị á thì thích ăn cái chai lắm, ghiền ăn, gọi là ghiền á, ăn phải có nó. Bạn ha, thịt bò bên em nó không có hơi cỏ, các bạn ăn thơm mùi sữa. Rất là ngon luôn. Như ở Việt Nam mình á, là ăn thịt bò đó, mình ăn mình nghe cái mùi hơi cỏ mùi ha. Tại vì á, đợt đó ông xã mình ổng mua thịt bò đem về á, cho mọi người ăn á. Mới xong cái là cái mình ăn mình cảm nhận được. Mình ăn cục thịt bò mình mua ngoài chợ, cái cục thịt bò ổng đem về mình thấy nó có sự khác biệt. Thịt bò này thơm, nó có thơm mùi sữa. Còn thịt bò bản nó là hơi cỏ, mình không biết đó. Là do con bò nào thì nó cũng ăn cỏ, mà tại sao cái con kia nó lại hơi mùi cỏ mình không biết nữa. Hay là do cái giống bò các bạn, nhiều khi cái giống bò mà giống như là cá vậy, có nhiều loại giống á, người ăn nó không có cái tanh, giống như cá hồi á. Cái hồi mà các bạn không biết cách làm á, cũng tanh lắm, ăn nó hôi lắm. Như cá hồi các bạn thấy người ta ăn sống không, ăn sushi rồi đó, khi mà các bạn ăn sushi các bạn thấy nó không có tanh. Không biết là do cái cách mà xẻo thịt và cái cách mà bảo quản đông đá hay gì đó, nó làm cái thịt bò nó thơm. Rồi mọi người ơi, đại ca ra tới rồi, đại ca giành ghế cho em rồi. Đây đưa mẹ, đưa mẹ mà cắt ra. Cắt ra. Cắt á. Cắt ra. Nè, con cắt. Rồi chấm này. Ngon không? Wow, ngon quá. Cái này là em cắt mấy cái phần mà thịt chín nhập vòng cái thịt bò đó các bạn, cho Handy ăn. Handy thì hồi nãy ha, mọi người cũng thấy là em đút cho em ăn rồi, cho em ăn miếng rồi. Tại vì á, chấm miếng thịt nè. Rồi đó. Cái miếng nè, miếng này mỏ không. Các bạn biết không, ăn bò bít tết này á mà nó nguội cái nó đóng mỡ. Nó hết ngon. Rồi ăn rồi hả? Ăn rồi thôi. Để mà cắt mấy miếng thịt chín cho con nha. Hả? Có bánh mì hả? Nào bánh mì nè. Không ăn bánh mì này đi. Đó, rồi. Xé ra. Chưa, từ từ chờ mấy chút. Nhả ra. Từ từ. Này nhả ra. Nhiều chuyện không? Trong này nè, cái miếng bít tết nó không bao giờ mang hết luôn nha mùi.
trước. Ừ. Trước. Ăn tới cái đoạn này đổ đoạn ngán rồi đó. Trước. À. Ăn hết nổi rồi. Trước. Trước. Ngán lắm. Trước. Ngán. À. Ừ, ngán lắm. À. Ừ. Trước. Ngon quá. Ngon. Ngon, để miếng thịt nè. Ừ, trước. Còn dư như trước. Ok, ok. Rồi, còn miếng này mình cho ông xã mình. Để vào đi. Một phần là như thế này. Rồi, cái mình để đây. Không có ăn, ăn cháo rồi. Dạ. Rồi đó. Bạn ha. Ừ. Rồi. Ông chú á, mình để cho máy quay ổng tuẩn rồi cho ổng. Mặn á. Á. Nè, lấy đi. Em nghĩ đi. Hâm lại để nó. Nè, hâm mì không? Nó bị lạnh đây. Em ăn hết nổi rồi. Lần nào ăn cũng còn cục nhiêu đó. Mà chiên là chiên 2 cục các bạn. Ba ơi, dao nè ba. Con nhỏ đó. Thôi đi theo ba đi, đi theo ba ăn. Đi đi, chạy theo. Ba ra sau đó, đi, đi ra theo ba ăn. Đi. Chạy ra đi ăn cấp 2. Đây cà phê các bạn. Cà phê em làm sẵn bỏ ra. Rồi xong. Xong buổi sáng này. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những video sau. Bye mọi người. Bye.